Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 36, phẩm thập địa thứ 26, thứ tư Diệm Huệ Địa. Phật tử nghe hạnh rộng lớn này, ưa thích địa thủ thắng thơm diệu, tâm đều vui mừng đại hoan hỷ, khắp giải hoa thơm cúng dường Phật. Các vị đại đệ tử của Phật đã nghe qua Bồ Tát Kim Cang Tạng vì mọi người nói xong hạnh môn rộng lớn của Bồ Tát tu hành ở trên, biết được những hạnh môn đó đều là vi diệu thâm áo thủ thắng nhất, mọi người đều thích và sâu nghiên cứu tu tập. Do đó trong tâm của các vị Bồ Tát tỏa ra sự vui mừng hoan hỷ vô cùng. Các ngài đều rải xuống rất nhiều loại hoa thơm danh quý nhất để cúng dường mười phương chư Phật và Đức Phật Thích Ca trong pháp hội. Khi dễ nói diệu pháp như vậy, đại địa nước biển đều chấn động, tất cả thiên nữ đều hoan hỷ, đều dùng tiếng hay đồng khen ngợi. Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp môn vi diệu địa thứ ba không thể nghĩ bàn này, thì hết thảy sơn hà đại địa, nước trong bốn biển đều cùng hiện ra sáu thứ 18 tướng chấn động. Thiên nữ nghe rồi đều rất hoan hỷ, cùng nhau phát ra âm thanh hay đẹp, đồng thanh tán thán khen ngợi Tam Bảo. Tự tại thiên vương rất hớn hở, mưa trầu mà nì cúng dường Phật, nghe nói Phật vì ta ra đời diễn nói hạnh công đức bậc nhất. Lúc đó thiên vương cõi trời đại tự tại cũng hoan hỷ vô lượng, đem vô lượng châu ma ni cúng dường chư Phật. Ngài lớn tiếng tán thán Đức Phật nói: Đức Phật vì chúng tôi chư thiên mới thể hiện ra đời, đặc biệt vì chúng tôi diễn nói hạnh công đức tối thượng thủ thắng bậc nhất. Nghĩa các địa bậc trí như vậy, trong trăm ngàn kiếp có gặp được, nay tôi bỗng nhiên mà được nghe Bồ Tát thắng hạnh tiếng diệu pháp. Bồ Tát có đại trí huệ như vậy, Bồ Tát Kim Cang Tạng vì đại chúng pháp hội diễn nói nghĩa lý mỗi địa trong thập địa, thật là trong trăm ngàn kiếp cũng khó nghe được một lần. Hiện tại tôi thật là may mắn, mới gặp được pháp hội này, nghe được tiếng pháp vi diệu vô thượng. Nguyện hãy diễn nói bậc thông huệ, đạo vô dư quyết định địa sau, lợi ích tất cả các trời người, các Phật tử này đều thích nghe. Bồ Tát giải thoát nguyện nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Bồ Tát Kim Cang Tạng có đại trí huệ, hiện tại chúng tôi muốn lắng nghe Ngài tiếp tục diễn nói địa thứ tư, có sự quan hệ, phải biết đạo lý tu học và tướng trạng, chẳng những lợi ích cho sự tu học của các Bồ Tát, đồng thời cũng lợi ích cho các trời người. Các Phật tử ở trong Pháp hội cũng rất hoan hỷ nghe Pháp môn này. Giải thoát nguyệt dũng mãnh đại tâm, thỉnh Kim Cang Tạng nói Phật tử, từ đây tiến vào địa thứ tư, hết thảy hạnh tướng xin tuyên nói. Bồ Tát giải thoát nguyện dũng mãnh tinh tấn phát tâm đại Bồ Tát hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp, gọi Ngài đại đệ tử của Phật. Từ địa thứ ba tiến vào địa thứ tư, tất cả pháp môn tu hành cùng với cảnh giới chứng được, thỉnh cầu Ngài hãy vì chúng tôi giải thích nói cho rõ ràng. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nói với Bồ Tát giải thoát nguyện rằng: Phật tử, đại Bồ Tát đã khéo thanh tịnh địa thứ ba rồi, muốn vào diệm huệ địa thứ tư phải tu hành 10 pháp minh môn. Những gì là 10? Đó là quan sát cõi chúng sinh, quan sát pháp giới, quan sát thế giới, quan sát cõi hư không, quan sát thức giới, quan sát dục giới, quan sát sắc giới, quan sát vô sắc giới, quan sát cõi tâm rộng tin hiểu, quan sát cõi tâm lớn tin hiểu. Bồ Tát dùng 10 pháp minh môn này mà vào được diệm huệ địa thứ tư. Bồ Tát giải thoát nguyệt nói xong những bài kệ ở trên rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn tiếp tục nói với Ngài: Các vị đại đệ tử của Phật, đại Bồ Tát đã khéo tu hành thanh tịnh địa thứ ba, viên mãn công đức địa thứ ba rồi, chứng được quả vị địa thứ ba rồi, lại muốn vào địa thứ tư diệm huệ địa, thì phải tu hành 10 thứ Phật pháp mới có thể minh bạch tiến vào cửa Phật pháp. Gì là 10 Phật pháp minh môn? Nói chung đều có sự quan hệ độ chúng sinh về sự và lý, phân biệt lại nói không ngoài: một, quan sát cõi chúng sinh có đủ thứ nhân duyên thiện ác liên kết; hai, quan sát pháp giới, nay là thời đại pháp hành thế nào, là chánh pháp, tượng pháp hay là mạt pháp, là thế giới nhiễm hay là thế giới tịnh; ba, quan sát thế giới đã đến thời kiếp gì, là thành, là trụ, là hoại, là không; bốn, quan sát cõi hư không, chúng sinh trụ vào chánh báo y báo đều nương vào hư không mà lập, nên nói thứ pháp gì mới có thể khế hợp với căn cơ của chúng sinh; năm, quan sát bản thức của chúng sinh nhiễm ô và thanh tịnh, nên dùng pháp gì để giáo hóa, khiến cho họ chuyển nhiễm thành tịnh; 6. Quan sát chúng sinh cõi trời dục giới, nên dùng pháp gì để độ họ, khiến cho họ có thể ly dục khử ái, không còn thọ tưởng; 7. Quan sát chúng sinh cõi sắc giới; 8. Quan sát chúng sinh vô sắc giới, chúng sinh ba cõi này đều thuộc về sắc,
trong pháp do phiền não mà làm cho nhiễm.